Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại nhận được yêu cầu từ các bạn làm cái món bánh bao. Thì video lần trước thì mình làm với cái bột hoa ngọc lan này, bánh rất là trắng ngon. Thì hôm nay mình làm và theo một cái kiểu mới nữa, không cần bột nở. Có một số bạn không tìm được bột nở cũng như là không biết được dùng cái loại bột nở nào đó. Thì các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng hiệu này cũng được luôn. Tuy nhiên cái bánh nó hơi vàng chút xíu thôi, không có ảnh hưởng gì đến chất lượng bột hết. Rồi mình dùng thêm 50g dầu ăn, 8g men nở, men khô. Thì mình dùng cái loại men này nè, các bạn mua ở những cái tạp hóa lớn trong chợ ha. 5g muối, một chút xíu chanh, một muỗng cà phê các bạn. Một gói sữa tươi không đường, thì mình dùng đây là 220ml á. Thêm một cái lòng trắng trứng gà lớn nữa để cho cái bánh nó xốp ngon. Các bạn có thể không để lòng trắng cũng được. 150g đường là khoảng nửa chén đường. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm nha. Trước hết thì mình chuẩn bị đây là 150ml nước ấm nóng. Nước ấm thôi, các bạn sờ vào mình cảm giác nó ấm, hơi ấm chút xíu là được rồi. Mình sẽ cho vô cái chén. Mình sẽ lường một muỗng cà phê vậy nè, là 2g. Nếu các bạn không có cân thì lường như mình, một muỗng cà phê lưng lưng thôi ha. Thì mình dùng 4 muỗng là 8g. Cho vào đây 1-2 muỗng đường nữa để mình kích hoạt cái men này. Men này không cần kích hoạt các bạn, nhưng mà mình làm vậy để bảo đảm men của mình còn hoạt động đó. Đếm thôi mình ủ bột rồi cái mình chờ hoài không được nở. Rồi để men một bên thì mình cho hết nửa chén đường vô trong cái thau nè. Mình lấy cái chén này mình lường bột cho các bạn xem luôn. Thì bột mình lường vô đây khoảng chừng 8 phần chén vậy nè, là 100g bột ha. Thì mình lường 7 chén là 700g bột mì. Mình sẽ cho vào đây hết một muỗng cà phê muối luôn. Dắt vào đây một muỗng cà phê nước cốt chanh. Nước cốt chanh sẽ làm cho cái vỏ bánh của mình nó trắng cũng như là nó thơm hơn. Một lòng trắng trứng gà để tạo thêm cái độ xốp cho bánh. Nếu các bạn nào mà ăn chay thì khỏi cho cái lòng trắng trứng vô bột ha, bột vẫn ngon. Đánh cho nó nổi bọt lên. Thì một lòng trắng này khoảng chừng 30g á các bạn. Mình đánh cho nó bông lên vậy nè, rồi mình cho vô bột. Cho lòng trắng trứng vô rồi, các bạn khoét một lỗ ở chính giữa, mình sẽ cho hết 220ml sữa tươi vô đây. Mình dùng cái loại không đường nó sẽ ngon hơn. Đây, cái men của mình bây giờ nó nở lên đầy chén luôn nè, mình sẽ cho hết vô trong bột. Men này á, nhanh nở lắm các bạn, tại vì men không cần kích hoạt đó. Rồi mình sẽ trộn đều cái bột này. Thì cái lượng là 700g bột, mình sẽ dùng cái nước là 370g nước ha, cũng như là 370ml nước á. Đây mình trộn đều. Thì mình sẽ cho hết 50g dầu ăn vô đây, là tương đương 5 muỗng canh. Các bạn có dầu ăn á, mình trộn đều vô cái bột của mình, nó sẽ có cái độ mềm mịn cũng như là nó béo ngon hơn cho cái bột. Rồi trộn đều xong rồi nè, mình thấy cái bột của mình nó sẽ hơi ẩm ẩm chứ không có quá khô. Thì mình sẽ nhồi sơ để cho cái bột của mình nó được mịn màng hơn. Sờ tay vô các bạn cảm nhận cái bột của mình nó hơi mềm tay ha, là cái bánh nó nở ngon. Tùy theo cái bột khô hay ướt, nếu như bột các bạn trộn mà hơi khô tay thì mình sẽ cho thêm một muỗng canh nước nữa. Đó, mình thấy cái bột của mình vậy là vừa nè. Mình gập bột lại để cho cái bề mặt nó láng mịn. Thì mình nhồi sơ khoảng 5 phút là nó láng mịn vậy nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ phủ màng bọc, hoặc là các bạn đậy nắp ha. Mình sẽ ủ. Mình ủ bột ở đây tùy theo thời tiết và nhiệt độ ha. Và mình ủ từ 45 cho đến 90 phút, đến khi bột nó nở gấp đôi. Trong khi chờ ủ bột thì mình đi làm nhân. Đây là tất cả các pha thành phần trong cái nhân nè. Các bạn có thể vào phần mô tả để xem chi tiết nha. Mình chuẩn bị đây là 400g thịt nạc xay. Thì mình chọn cái thịt vai heo á, thì là thịt nạc dăm á các bạn, cho nó ngon. Cho vào đây hai cái đầu hành.
đập dập dập. Rồi mình sẽ sắc cho nó nhỏ nhỏ để mình trộn vô trong cái thịt mình ướp. Cho cái hành vô thịt đó mình ướp để cho thịt nó thơm. Mình sẽ ướp vào đây một muỗng cà phê hạt nêm. Đây là rượu mai với lộ để tăng độ thơm. Cho nhân thì mình cho đây một muỗng canh. Và cái muỗng canh của mình là cái muỗng dài nha các bạn. Nó sẽ ít hơn so với cái muỗng tròn á. Một muỗng canh dầu hào luôn. Thì mình cứ ướp đây đi chút nữa mình xào nhân rồi mình nêm lại. Một muỗng cà phê tiêu xay. Rồi trộn đều thịt. Rồi mình để thịt ở đây mình ướp cho nó ngấm gia vị. Xay qua mình chuẩn bị tới củ sắn. Trứng cút nè. Thì mình dùng mỗi một cái bánh là một cái trứng ha. Lạp xưởng nè, lạp xưởng khô, vài cái cọng hành lá và hành tím. Đây là nấm mèo, mình đã ngâm cho nó nở nè. Mình ngâm hai tay nấm mèo lớn á các bạn. Một cái củ hành tây lớn, một cái củ sắn. Thì các bạn xem chi tiết ha, mình sẽ để phần mô tả đó. Rồi mình đầu tiên thì các bạn đem đi luộc cái phần trứng cút trước ha. Để cho trứng cút của mình nó nguội chút nữa mình lột cho nó dễ. Hôm nay thì mình luộc hơi nhiều á các bạn. Để dư ra để chấm muối tiêu ăn luôn. Luộc cho nó sôi nước lên. Thì cái trứng cút này cũng nhanh lắm các bạn. Nước nó sôi lên vậy nè là nó chín rồi. Mình sẽ dỡ nắp ra. Rồi nhắc xuống, chắc hết cái nước này bỏ. Chắc khô nước, mình cho nước nguội vô, đậy nắp lại, để đây chờ cho nó nguội một chút. Xay qua đây thì mình gọt cái củ hành tây này. Cái củ hành tây này á các bạn thì một củ này là khoảng chừng 300g á. Gọt rồi mình cắt vậy nè, để mình cắt cái hạt lựu lại cho nó nhanh. Đó, mình cắt vậy là ra cái hạt lựu rất là ngon nè, nhuyễn nhuyễn nhừ luôn. Và nó đều nhau nữa. Cho cái hành qua một bên. Hành này á các bạn nêm vô trong nhân á, mình xào lên nó thơm lắm. Tiếp tục thì mình cắt cái củ hành tím luôn. Mình dùng có một củ nhỏ thôi, chút để mình xào nhân à. Rồi để qua một bên luôn. Lạp xưởng thì mình sẽ cắt mỏng mỏng nhỏ nhỏ. Thì trong clip trước á, thì mình làm nhân sống. Mình sẽ dắt nước theo cái kiểu làm nhân sống. Thì hôm nay mình làm nhân chín nha các bạn. Cho qua cái chén. Củ sắn mình dùng cái dao bào sợi mình bào cho nó nhanh. Bào vậy thì nó nhanh hơn. Và cái nhân của mình nó có cái độ kết dính nữa. Rồi xong rồi để qua một bên. Nấm mèo nở thì cắt nhỏ luôn. Mình cũng cắt hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều chung với cái củ hành của mình ha. Cắt xong rồi mình để qua một bên. Sắc thêm cái hành lá này nữa là bắt đầu mình đi xào nhân nha các bạn. Bắt cái chảo lên. Đây là dầu hành phi nè. Mình cho vào đây 4 muỗng canh dầu hành phi. Nếu các bạn không có thì dùng cái dầu ăn bình thường. Cho hành tím vô cho nó thơm cái hành tím trước. Rồi mình hãy lấy cái phần hành tây mình cho vô luôn. Hết một củ hành tây vô cái nhân của mình nó sẽ thơm ngon. Xào cho cái phần hành này nó săn lên. Rồi mình sẽ lấy thịt mình cho vô luôn. Thịt mình ốp trước á, thì cái thịt của mình nó ngấm gia vị nó thơm hơn. Xào nhân thì các bạn xào trên lửa lớn để nhân của mình nó không có bị ra nước. Cũng có nhiều cách làm nhân á các bạn. Có thể do viên rồi mình đem hấp cho chín, hoặc là dắt nước củ sắn cho khô rồi mình do viên mình làm nhân sống luôn. Thịt của mình nó săn lại rồi, mình sẽ cho hết cái phần củ sắn vô. Thì mình làm vậy nè, để cái bánh của mình nó rút được thời gian. Thì cách nào cũng được nha các bạn. Cách nào thì nhân nó cũng ngon hết trơn á.
mình chia sẻ nên mình làm nhiều cách. Cho hết cái phần lạp xưởng vô đây luôn. Xào cho nó thơm, cho nó chín cái phần củ sắn. Củ sắn thì các bạn chỉ cần chín khoảng chừng 50% thôi, một chút mình còn hấp nữa. Rồi mình sẽ nêm vào đây ha, 2 muỗng canh đường để cho cái nhân nó hơi đậm đà một chút. 1 muỗng cà phê hạt bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Cho vô đây 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nếu các bạn không có thì khỏi cho ha. Bột ngũ vị hương sẽ làm cho cái nhân của mình nó thơm ngon hơn. Rồi bây giờ mình xào cho nó ngấm gia vị nữa. Rất là thơm luôn rồi nè. Cho nấm mèo vô. Mình đảo cho nhân của mình nó lửa lớn thiệt lớn để cho cái hơi nước nó bốc ra thì cái nhân của mình nó khô ráo. Rồi mình sẽ cho tiêu xay nè. 1 muỗng cà phê tiêu xay, nếu ăn nhiều thì cho nhiều. Hành lá vô, rồi tắt bếp nha các bạn. Mình banh cái nhân ra cho nó mau nguội. Trứng cút nãy giờ mình để cũng nguội rồi. Bây giờ chắc hết cái nước này ra. Rồi đậy nắp lại, mình sẽ xóc nè. Đây là cái cách dễ nhất để mà mình lột cái vỏ trứng cút á, cho nó mềm, nó bong tróc ra luôn. Các bạn làm nhiều á thì tiết kiệm được thời gian nhiều. Đó, cái vỏ của mình nè, bắt đầu nó tróc ra nè. Rồi lột hết đi, rửa sạch. Nhân thì cũng nguội rồi các bạn. Các bạn để khoảng chừng 10 phút ha, cho nhân nó nguội thì mình mới đi vo cái phần nhân ha. Nhân nó nguội thì cái nước nó rút rất là khô ráo luôn. Thì mỗi một viên nhân thì mình dùng khoảng 1 muỗng rưỡi canh nhân. Cho một cái trứng cút vô chính giữa nè. Gói cái nhân này lại và mình bóp cho nó chặt tay. Nhưng á, các bạn làm cho nó hơi chặt tay thì chút nữa gói bánh, cái bánh không bị xẹp, nó đứng vững cái bánh. Rồi các bạn do hết cái phần nhân ha. Bột thì mình để á, được 45 phút. Tại vì nhiệt độ rất là nóng á, các bạn nắng á, nên nó nhanh lắm. Thì theo thời tiết các bạn ủ làm sao mà thấy bột nó nở gấp đôi vậy là được nè. Mình sẽ mở cái màng bột ra. Đây, bột của mình nở rất là ngon luôn. Bột xốp xọp à. Rồi, mình sẽ lấy cái phần bột này ra. Rắc lên đây một ít bột khô. Vệ sinh cái mặt phẳng cho sạch rồi các bạn hả cho bột ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ gập bột nè, mình gập từ ngoài vô trong để cho cái bề mặt ở phía ngoài nó láng mịn. Rồi bây giờ mình sẽ phủ chút xíu bột áo. Các bạn nhớ bột thì không phủ nhiều ha, bột càng ẩm ướt thì cái bánh của mình nó nở càng ngon. Chia bột ra, thì với 700g bột này mình sẽ chia là 16 cái bánh. Mình sẽ chia 16 cái cho nó dễ chia đó. Các bạn chia cho nó đều ra là được, không cần phải cân. Rồi chia xong hết rồi, phủ chút xíu bột áo, mình sẽ gập bột. Mình sẽ lận ra nè, từ ở trong ra ngoài để cho cái bề mặt ở ngoài nó láng mịn. Thì một chút nữa cái bánh của mình nó láng, nó không có bị sần sùi cái lớp da ở bên ngoài. Rồi mình để qua một bên. Mình chỉ cần phủ chút xíu bột khô để cho nó chống dính thôi, không cần nhiều bột khô. Rồi phủ khăn lại để bột của mình nó không có bị khô cái lớp mặt trong lúc chờ mình do nhân. Nhân thì mình cũng làm xong hết rồi, bắt đầu mình gói bánh nha các bạn. 16 viên nhân và 16 viên bột. Lấy cục bột nào thì mình lấy ra, còn lại thì mình phủ đậy cái khăn. Mình chia sẻ rất là chi tiết luôn, nên các bạn nào làm lần đầu là thành công ngay. Khi mà mình làm á, mà cái bánh mà mình thành công á các bạn, mình cảm thấy rất là vui. Nên mình cũng muốn cho các bạn làm cũng giống mình vậy đó, làm là thành công ngay lần đầu để thưởng thức. Cán cho nó mỏng ra.
Rồi mình sẽ cán những cái mép bánh nè, để cho cái mép bánh của mình nó mỏng, thì một chút nữa mình gói cái bánh nó đều. Các bạn cán xong, ở chính giữa nó sẽ có một cái mô cao hơn chút xíu so với cái viền bánh nha. Rồi mình lấy nhân mình cho vô mình gói nè. Nhân của mình do lên á, cái bánh nó sẽ đứng. Các bạn gặp cái mép bột lại thành những cái đường xíp ly vậy nè. Hôm nay thì mình chia sẻ tiếp một cái cách làm mới, tạo hình bánh bao kiểu mới, đơn giản và nhanh hơn nhiều so với cách cũ. Rồi, quấn lại, xoay một vòng. Đó, những cái múi bánh bao rất là đẹp nè. Nó ra những cái cánh luôn. Bóp cái bột lại. Nếu có hơi dư, các bạn ngắt bỏ chút xíu cho cái bánh bao nó đẹp ha. Rồi, vậy là mình đã xong một cái bánh bao rồi nè các bạn. Do do cho nó tròn tròn lại. Quá trời đẹp luôn, cái bánh tạo hình đều nét. Rồi mình sẽ để vô trong cái nồi hấp luôn ha. Mình để vô nồi á, cái mình ủ trong đó luôn. Làm cái nào các bạn để qua bên đây cái đó, rồi một chút nữa cái mình hấp luôn à. Tương tự thì mình làm tiếp cái bánh thứ hai. Xếp từng ly. Mỗi một ly bánh các bạn bóp cho chặt tay nha, không có cho nó giuột mối. Giuột mối thì cái bánh của mình nó bị sẹp, nó không còn cái đường ly bánh, cũng như không có ra được cái cánh hoa nữa. Đây, xoay một vòng, bóp cho chặt tay cái đầu mối lại. Do bánh lại một lần nữa cho nó tròn đẹp. Để vô trong nồi hấp. Mình đậy nắp lại ha, mình chờ làm xong hết đủ khoảng 5 cái bánh là mình hấp. Đây mình đã làm xong hết 5 cái bánh nè các bạn. Bây giờ cái bánh của mình á, nó cũng nở rồi, trong lúc mà mình tạo hình á, nó nở ra. Thì mình sẽ lấy chút xíu màu mình chấm lên trên. Nếu các bạn không có màu thì thôi khỏi chấm ha. Đây là cái bánh bao truyền thống nè. Rồi đi hấp thôi. Bắt sẵn một nồi nước sôi ùn ụt. Cho bánh vô hấp. Để nắp lại. Mình sẽ hấp với cái lửa trên trung bình, lửa vừa thôi các bạn, hấp đúng 10 phút. Khi bánh đúng 10 phút, mình sẽ thử bánh. Wow, cái bánh của mình nở nè các bạn, nở rất là bự luôn, bự chảng luôn á, mà trắng tươi à. Mình sẽ hấp tiếp cái xưởng thứ hai nè. Wow, cái bánh nào cũng nở trắng tươi hết trơn á, nở xốp và nở bự cao nữa. Mình đã hoàn thành xong 16 cái bánh bao trong 3 nồi hấp. Mình hấp 3 lần á, tại vì cái nồi của mình nó không có lớn á các bạn, nên mình chia ra. Đây, xong hết rồi nè, những cái bánh bao tròn tròn, trắng trắng. Bánh mới hấp xong còn ấm ấm. Bánh xốp mềm. Cái bánh nào cũng nở xốp hết các bạn, nở rất là đều luôn. Mặc dù mình không dùng bột nở, chỉ dùng men thôi. Và cái bánh trắng tươi luôn. Đây mình sẽ bẻ cái bánh ra ha. Wow, ngon quá các bạn ơi. Cái nhân thì thơm nè, cái bột thì xốp xạp luôn. Và nở bung, nở đều. Rất là ngon. Cái vỏ bánh bao nè, mình chỉ dùng một loại bột mì thôi, mà cái vỏ bánh đó các bạn lột da rất là dễ. Ngon lắm luôn. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh bao với mình nha. Bánh bao trắng mịn và xốp xạp à. Ăn rất là ngon luôn á các bạn. Mình làm rất là vừa miệng luôn. Và cũng có bạn hỏi mình á, cách bảo quản bánh bao. Thì hôm nay á, mình chia sẻ luôn nè. Mình dùng cái màng bọc hay mình bọc nó lại. Các bạn nhớ bọc bánh bao là khi bánh bao nó nguội hoàn toàn ha, mình hãy bọc lại. Nếu không có màng bọc thì mình bọc bằng cái bọc ni lông á. Mình để vô ngăn đá tủ lạnh để được 1 tháng luôn.
và ngăn mát thì mình để khoảng 3 ngày thôi. Và qua video này, nếu các thích kênh của mình thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình và cũng như chia sẻ video ủng hộ mình nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.